Ok, xin chào anh em nha. Hôm nay mình cũng hướng dẫn cho anh em về cái cách tưới nấm như thế nào. Nói chung là tưới nấm thì có rất nhiều cách tưới. Đây, bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách tưới của mình. Và cái cách thiết kế cái kệ nó cũng khá là quan trọng nha. Thì ở đây có một số anh em cũng thường hay là tưới đít, tức là tưới bịch phôi, tưới đít. Thì nếu như thế thì cái nấm nó sẽ khô. Và bây giờ hy vọng là cái chia sẻ của mình nó sẽ giúp ích được cho anh em. Vì anh em nên hiểu rằng một điều như thế này: nấm thì nó phải cần ẩm, ướt, đúng không? Và cần nước rất nhiều. Thì vì vậy nếu như mà mình tưới ở phía sau đít không á, thì chẳng qua nó chỉ mát ở bên ngoài hình thức thôi, nó mát không khí thôi. Nhưng mà nấm nó muốn phát triển thì đòi hỏi nó phải tiếp xúc với nước, nó mới nấm nó phát triển tốt được. Thì vậy thì cái cách mà ngày xưa giờ mình hay làm và bây giờ mình chia sẻ, và hôm nay mình cũng làm thực tế luôn cho anh em thấy rõ. Đây anh em, mình đây là tưới nấm mới tưới nè, anh em thấy nó còn ướt à, nó còn ướt à, à nước à. Nhưng mà tưới như thế cũng chưa, và những cái video trước thì mình có chia sẻ anh em rồi, mình rút nắp sau 12 tiếng mình tưới trong vòng khoảng 2 ngày thì mình sẽ đi lướt. Đây hôm nay thì cái trại mình đã rút nắp được 2 ngày rồi, đến chiều nay thì rơi vào 2 ngày rưỡi, bởi vì mình rút buổi sáng thì giờ này 2 ngày rưỡi đó. Thì hiện tại bây giờ mình quay cho anh em xem này, nó đang tạo đinh ghim này. Anh em thấy đinh ghim không? Đó, bây giờ nó bắt đầu nó tạo đinh ghim rồi nè. Mình sẽ quay cụ thể kỹ kỹ một tí cho anh em nha, anh em ha. Bắt đầu nó có xuất hiện đinh ghim nhỏ nhỏ. Đó. Thấy đinh ghim không? Đinh ghim rất là đều rồi đó. Vậy thì giờ này là cái giờ nó đang cần nước nhiều nhất. Đấy, anh em phải chú ý cái điều này. Tức là khi mới rút nắp thì nó cần oxy. Nhưng mà bây giờ nó đủ oxy, nó đủ cái độ ẩm mà bữa giờ mình tưới rồi. Bây giờ bắt đầu nó tạo đinh ghim để nó ra nấm. Thì lúc này nó đang cần nước nhiều nhất. À. Rồi thì anh em khi mà trong cái trại á, mình thiết kế có hệ thống phun sương tự động á, thì rất là tốt. Và mình cứ tưới bình thường như là giống như là một cái trại nấm mình nó nằm ở ngoài mưa á, nó cứ rơi nước ở trên xuống thôi. Thì những cái cổ miệng phôi này hầu như là nó chỉ tiếp xúc bên ngoài, chẳng qua những cái bịch phôi nào mà nó hơi ngửa một tí xíu, nó hơi đứng thì nó sẽ bị nước vô. Thì anh em cũng hay sợ là nước nó vô cái cổ miệng thì nó thúi, nó nhũng, thì cái điều đó là đương nhiên rồi. Vì vậy thì mình đang nói về cái độ thiết kế cái kệ. Có một số anh em thiết kế kệ là nó hơi dính đầu, tức là cái bịch phôi như nó hơi cái cổ miệng của nó như thế này, nó hơi nghiêng đứng lên rồi. Thì nếu như thế thì nước nó sẽ đọng ở trong cái bịch phôi trong cái quá trình tưới, nó đọng liên tục. Thì cái cách của mình hay làm là mình làm kệ bành cho cái miệng phôi nó bành. Trên cái thực tế thì cái phôi nó không có hút nước nha anh em. Nó không hút nước cái nào luôn, chẳng qua nó đọng ở trên cái cổ này thôi. Bây giờ mình sẽ làm thử cho anh em xem nha, nó có hút hay không, để mình chứng minh được cái điều đó. Rồi bây giờ nè, mình sẽ xịt nước vô, mình để đứng luôn. Bây giờ đầu mình bơm nước vô, mình cứ bơm cho nó đầy cái lỗ miệng ra nha anh em ha. Mình cứ bơm cho nó đầy cái lỗ miệng. Rồi ok chưa, mình bơm 4 cái bịch cho nó đầy. Đây là mình lấy để mình làm mẫu cho anh em xem thôi. Và bây giờ mình sẽ cầm lên cho anh em xem thấy. Nó thực chất nó không có uống nước, nó cứ nằm im vậy thôi. Đó. Nhưng mà nếu anh em mà làm cái kệ mà nó đứng á, thì mình tưới nước nó sẽ để nước như thế này, thì nó nhũng là cái điều đương nhiên. Thì vì vậy mình hay làm cái kệ là mình làm kệ ngang bằng luôn. Ví dụ như mình tưới nước nó có vô á, thì tự động nó cũng sẽ trào ra, tức là giống như thế này. Đó, mình tưới nước nó chẳng qua nó ướt ở trong này thôi, thì cái miệng cái bịch phôi nó ngang mà, nó tự nó trào nó ra hết. Thực tế thì nó không có hút, anh em thấy không? Mình rút hồi nãy giờ đó, nó vẫn cứ nằm im vậy thôi. Thì nếu nó nằm như thế này là nó bị nhũng cái nấm ở trong này. Còn trường hợp mình tưới ướt như thế này rồi mình đổ rồi, thì ở trong này nó chỉ là ẩm thôi, thì cái nấm nó phát triển rất là ok. Nói về cái kệ thì đó, cho anh em chứng thực thấy nó không có hút nha, nên anh em cứ tưới thoải mái đi. Vì vậy thì nhắc lại một cái nữa là mình làm kệ thì đừng có làm kệ nó chuối nè, nó sẽ đọng nước. Đó. Ok, nếu như thế này á, nó mình trút nước là nó khô này, thì nãy giờ mà nó uống nước như thế này, nó ngâm nó ẩm,
thì cái nấm nó phát triển rất là mướt anh em. Và mình hay làm thì bây giờ nè, mình bắt đầu thôi, mình gác mấy cái bạch đây lên đã. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lướt. Nói chung á là anh em làm nấm thì cứ cố gắng mà gom góp vay mượn để sắm cái bình này, cái bình này để đi phòng. Phòng là cái trường hợp bây giờ mình đi lướt cổ miệng á, giờ này là mình đang cần lướt. Rồi bây giờ mình đi lướt cho anh em xem nha. Và khi mình quay cái kệ này thì anh em cũng lưu ý là ngày khoảng cỡ ngày mai thì nấm nó sẽ phát triển ra ok, thì mình sẽ quay lại cho anh em xem cái lúc mà nấm để mình hái, nhìn so với những anh em khác làm thì mình so sánh thử có cái gì hay hơn không. Nếu mà hay hơn thì mình học hỏi, còn không hay hơn thì thôi mình cứ làm theo cái cách của mình. Và bây giờ mình đi tưới nha. Ok, thì bây giờ cái giai đoạn này là mình hay đi lướt đó, mình chuẩn bị mình bơm này. Mình lướt thì do cái kệ của mình á thì mình làm nó không có đứng, đúng không, như nãy mình nói rồi. Thì vì vậy mình có lướt nhiều một tí nó cũng không sao, nó cũng chỉ là ẩm ở trong cái cổ miệng thôi. Còn nếu như mà trường hợp có anh em nào mà làm lỡ cái kệ nó bị đứng rồi, nó bị chổng đầu lên rồi, thì cũng nên đi lướt, nhưng mà lướt nhẹ. Đây bây giờ mình sẽ lướt cho anh em thấy. Đây, mình đưa vô cái cổ miệng của nó này. Mình đi nhẹ nhàng thôi. Kệ của mình thì không có sao, vì kệ của mình nó chúi đầu à. Đó, mình cứ lướt thoải mái. Thì mình lướt một lần thôi, trong một cái chu trình này mình lướt một lần thôi. Còn ở những lứa đầu nha, còn những lứa thứ hai á thì cái bịch phôi ở trong này ngày càng nó khô nước đi đó. Đấy, mình nói nè, nó càng khô nước đi á thì mình lướt hai lần. Ví dụ như bây giờ nó đinh ghim rồi mình lướt một lần. Rồi nó lớn bằng cái cổ miệng, tức là nấm nó chui ra bằng cái cổ ra này, thì mình lướt thêm một lần nữa. Ở những cái lứa như 4, 5, 6, 7 á, vì những cái lứa đó trong cái bịch phôi nó khô nước rồi. Anh em có thấy là khi mình thu hoạch mà càng về sau thì cái bịch phôi mình nó càng nhẹ, vì nấm nó hút nước ở trong nước và dinh dưỡng ở trong cái bịch phôi nên nó nhẹ. Mà nó nhẹ thì về sau thì mình phải càng tiếp nước cho nó để cho nó đủ cái nước nó nuôi. Đó là mình hay làm cách đó. Quên, anh em có một số anh em cũng hay hỏi mình: "Ủa Truyện ơi, sao cái bịch phôi em nó đỏ, nhìn giống nó nhiễm ấy. Anh em trồng nấm sợ nó nhiễm ấy." Mà không, cái lò hấp của mình nha, nói lại luôn, anh em cũng hay hỏi đấy, là cái lò hấp mình làm bằng sắt ấy, hấp bằng cái sọt sắt luôn thì nó hay bị rỉ. Nhưng mà cái đó là không có ảnh hưởng gì hết. Mình lướt này. Vậy thì hôm nay mình làm mẫu của cái kệ này, thì mai có chiều mai nó ra nấm thì mình cũng đi hái luôn. Ở này thì cái kệ phô này thì mới có lứa đầu tiên, nó là hiện tại thì mình đang thấy đinh ghim nó ra rất là nhiều. Đây, mình sẽ rọi kỹ hơn một lần nữa. Anh em thấy đinh ghim không? Đây nè, nhìn. Thì có cái nó đinh ghim nó hơi lớn hơn mình thấy, còn có cái nó nhỏ quá, nó mới có tựa sơ. Tựa sơ thì mình không thấy rõ. Nói trong lứa đầu á thì có một số anh em hỏi thì vì sao mà cái nó hay bị vàng chân. Đấy, nấm nó hay bị quắn nè. Sẵn ra mình chia sẻ cho anh em luôn. Đấy, như mấy video trước mình cũng có nói là vì cái lứa đầu, cái thứ nhất cái dinh dưỡng ở trong cái bịch phôi này nó quá nhiều. Đó, cái thứ hai nữa là cái miệng cổ nè, nó ra nấm cũng rất là nhiều. Thay vì một cái miệng cổ này nó ra tầm khoảng 5-7 tay thôi thì nó rất là đẹp, cái nấm nó đều. Nhưng mà đây nó lứa đầu nó ra một lần mười mấy tay á, cái là nó cạnh tranh nhau, nó phát triển. Nó là thằng nào lớn được nó lớn, còn những cái anh nhỏ cái nó bị nghẹt như này. Nó gây nên bị chết, và khi trong cái quá trình nó tiếp xúc với nước á, rồi cái dinh dưỡng quá nhiều nữa, cũng gọi chung là giống như là thương thực á, nó bị thương thực á, thì cái gốc nó hay vàng. Còn cái trường hợp sáng lá nó cũng vậy, nó ăn dinh dưỡng nhiều quá nó cũng sáng lá, nó cũng hay queo quá tùm lum á. Rồi cái thêm một trường hợp nữa thì những cây giống đó, ví dụ như anh em đâu phải là mười bịch đó, nhưng cây giống nó đều như mười đâu, thì có cây to cây nhỏ, thì những anh to thì anh phát triển là mạnh hơn, anh ra nhiều nấm hơn nữa. Rồi là những anh nhỏ anh chưa bắt kịp, gọi trong chưa bắt kịp thì mình ép, gọi chung là mình ép cho nó ra nấm cùng lứa, nên là cái độ ép của nó là nó không có tốt, tức là nó chưa đủ mà, do nó yếu hơn, gọi chung là học sinh dở đó. Nó yếu hơn thì nó cũng ra, nó bắt không kịp, nó cũng bị sánh lá, nó bị mất sức nữa. Trừ anh em cứ thu hoạch lứa đầu tiên đi, thì lứa thứ hai nó sẽ giảm, nó giảm hầu như là 80% luôn rồi, không bị nữa.
qua lưới thứ ba là bắt đầu là nó ok, nó đều, nó không có bị. Còn cái trường hợp đấy anh em kêu bây giờ biết xử lý sao thì chịu thôi, chứ giờ dinh dưỡng ở trong cái vịt phôi mà, chứ đâu phải là mình làm gì nó đâu. Giờ nó ra đinh ghim này, giờ này là trưa rồi, thì khoảng cỡ trưa mai thì bắt đầu nó sẽ lú ra, mình sẽ quay rõ hơn cho anh em xem. Rồi vậy thì ok chưa? Bây giờ đó là cái cách mà mình hay tưới và chia sẻ anh em. Thì mong anh em xem cái video này và góp ý để cho những video khác mình chia sẻ thực tế hơn và mình có rút kinh nghiệm, chứ không ai hoàn hảo nha. Vậy thì những cái gì đó mình biết, mình hiểu và mình thường hay làm. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này nha. Rồi, bye bye, hẹn ngày mai mình đi hái nấm.